Hi, welcome back to my channel, Stars Get Go. Phá luôn. Rồi, và mình sẽ xuống đây xem đi thôi nào. Ok, let's go. Wow. Tiếp theo đó thì mình sẽ lấy chiếc trong phóng này. Wow, the good show. Okay, let's go. Meet to meet you. Let go. Pigs.
nằm vào đây. Và ông ta đang đi thẳng vào trong. Bây giờ mình sẽ chuồn ra ngoài. Ô, bị phát hiện rồi. Ở đây thì các bạn sẽ phải đi tìm một chiếc chìa khóa ở trong ngôi nhà này. Let's go. Tiếp tục. Phòng đầu tiếp theo. Slenderian is the school. Okay. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả là 8 món đồ. Đây là một chiếc chìa khóa. Sau đó thì sẽ lên trên tầng tiếp theo để tìm kiếm tiếp. Bảy món đồ rồi và chỉ còn một món đồ nữa thôi. Bây giờ thì sẽ lên trên để tìm xem còn không. Trên này không có ấy. Và sau đó thì các bạn sẽ xuống dưới tầng hầm. Ở đó có một căn phòng. Thank you.
So I've had to get the child put your room. Let go. Thì sẽ lưu lại là lưu sang đây đi vào tiếp theo đó thì khá là khoai đây. Đây sẽ là như thế nào. Oh my god, không được không được không được, nếu vậy thì thua ngay. Rồi vào tới cái tiếp theo, Grandi 2. Gas. Bắn mà lại không ra. Wow, ảo thật. Bây giờ các bạn sẽ phải lên để lấy lại khẩu súng đó. Sau đó thì các bạn sẽ bắn vào Granny hay Grandma. Khập khiễng luôn.
Chop play. Good to show. Let go. Student SCB. Top play. Prison. Thank you.
Yes. Wow. Khá là kinh dị luôn. Wow. Now they are already here. Lại nhầm rồi. Oh my god. Đó, sau đó các bạn sẽ đi xung quanh để tìm kiếm những món đồ và cuối cùng thì các bạn sẽ thoát được khỏi nơi này, thoát khỏi một con quái vật. Con quái vật này thì nó như là một con quái vật ngoài hành tinh, nhìn khá là kinh dị các bạn nhá. Ok rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.